đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh chi 2 tỷ sắm đồ hiệu mỗi tháng, món đồ đắt nhất mua 7 tỷ. Ngọc Trinh cho biết trung bình mỗi tháng chi 2 tỷ mua sắm, không thể tiết lộ số tiền trong tài khoản, chỉ biết là rất nhiều. Ngọc Trinh vẫn luôn là tên tuổi bảo chứng cho sự nổi tiếng và giàu có của Vbiz. Thời gian qua, các hoạt động trên YouTube cá nhân của nữ hoàng nội y được khán giả quan tâm, trong đó ấn tượng nhất là những tập đập hộp siêu to khổng lồ với giá trị lên đến vài tỷ đồng. Ngọc Trinh chi 2 tỷ mua sắm mỗi tháng. Chia sẻ với báo, Ngọc Trinh cho biết trung bình mỗi tháng cô dành 2 tỷ mua sắm. Đây là bình thường, trong những dịp quan trọng như sinh nhật hay có chuyến du lịch nước ngoài, con số này còn tăng lên gấp nhiều lần. Theo dõi trên các trang mạng xã hội cũng như Facebook của cô, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sự sang chảnh của Ngọc Trinh. Người đẹp có thể mua nhiều item giống hệt nhau chỉ khác màu. Từ ngày hoạt động trên nền tảng clip lớn nhất hành tinh, chân dài Trà Vinh càng được quan tâm và ghi nhiều điểm cộng trong lòng khán giả vì sự mộc mạc duyên dáng của mình. Với số tiền 2 tỷ, người bình thường có thể mua nhà, mua xe, thậm chí là đổi đời. Nhưng với Ngọc Trinh, đây chỉ là số tiền chi cho việc mua sắm hàng tháng. Chân dài bày tỏ thêm, cô mua đồ hiệu không phải để chứng tỏ bản thân, đây đơn giản chỉ là sở thích. Và vì Ngọc Trinh có tính sở hữu cao, đã thích thứ gì là phải có bằng được, nên số đồ hiệu hiện tại chính cô cũng không nhớ hết. Phụ kiện đắt nhất từng sở hữu là chiếc đồng hồ 7 tỷ. Trong tập đập hộp sinh nhật 30 tuổi vừa rồi, người đẹp đã mua thêm 3 chiếc đồng hồ nữa có giá gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, item đắt đỏ nhất chân dài sở hữu có giá gần 7 tỷ đồng. Được biết, đây là thiết kế nạm kim cương đến từ thương hiệu Piaget của Thụy Sĩ. Ngọc Trinh chưa từng diện dự sự kiện hay chụp ảnh suýt tai. Với hàng loạt những chiếc đồng hồ giá trị khác mà chân dài Trà Vinh sở hữu, trong đó ấn tượng nhất là chiếc Homebot nạm kim cương có giá hơn 1,6 tỷ đồng. Người ta vẫn có câu đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Đây có lẽ là câu nói phù hợp với Ngọc Trinh hiện tại. Không quá lo nghĩ về tương lai hay bận tâm về những câu chuyện ngoài lề, cô vẫn đang là nguồn cảm hứng lớn của nhiều người Việt trẻ. Người đẹp còn là biểu tượng thời trang cho những ai yêu thích đồ hiệu,